gặp vỡ đá, gặp vỡ đá, gặp vỡ đá, gặp vỡ đá. Làm video với con cá sấu nha. Ok, lên đâu nha. Nè. Ôi trời ơi. Mày đi rút tay kìa. Lần thứ hai. Ấn vào cái răng nó dập đúng không? Bố đừng giữ ơi. Cá nào cũng thế à? Hình như này. Không ạ, ngẫu nhiên. Bố đừng giữ này. Đấy, bố chỉ cần ấn răng rồi. Bố đừng giữ. Tớ chơi nhân phẩm để giả bát. Chim này luôn đấy. Ủa, để xem như thế này. Nhìn chuyện bố ngoài hả? Chưa gì? Chim ấn chưa đi? Chim, cá, nữa này, đi lên lên đây chơi bố nhỉ. Dạ. Ấn chân à, ngồi đây bố. Ngồi chân bố chậm nào. À. Alo mẹ Nguyên nào. Alo bố chậm nào đi. Alo bố chậm này. À Nguyên ấn đâu. Không, bỏ thích đeo à? Yêu em. Ấy rồi. Chơi lên rồi. Đã là. Mày em rút tay kịp thôi, chả chơi đâu. Thôi bye bye nha. Lãn đi.